Và cô Dương Hai, cô vừa chúng cô Dương Hai này. Dương Hai mà. Dương Hai. Làm sách động quá. Là một tên nước hoa. Hôm nay sinh nhật ai? Hôm nay sinh nhật con. Dạ hả? Sinh nhật chị Dương Bi. Đẹp dữ vậy. Đúng luôn hả? Đi em này hát happy birthday cho em này con nhé. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hát bản ơi, sinh nhật đây đâu bây đâu bây bây giờ đứng hát nữa vô hát vô cô Út nè. Đó, lương thực thực phẩm chuẩn bị. Đây. Đây đi. Đi ra biển nè. Ra biển họ ăn. Đi biển nè. Đi biển mà hai cho con mặc đồ đẹp trai dữ vậy. Lem nói cho mẹ, lem đi chơi. Đi đâu? Picnic. Anh hai thích đi bộ hay là đi xe máy? Bộ. Anh hai thích đi bộ à? Em đi xe máy nhé. Không, em đi bộ đi. Wow, vô cái rừng đi nó mát anh hả? Ừ. Chứ còn người ta làm gì với mấy màn kia mà nếu không thì thoải mái à? Ừ, mát. Ta đang lấy nước lên, người ta làm khoan giếng. Ở ta đây xuống đây nè. Ồ đi sẵn kia cũng được. Đâu không được. À. Thấy đẹp ha. Ừ. Đẹp và mát nữa chứ. Rung mà cũng thoải mái được ha. Ừ. Rừng biển. Gió khu biển là mát. Phải anh đi nuôi leo núi này không? Thành phố không phải núi đâu. Ờ, không phải núi, đúng rồi. Ờ, ba ba mong, Liam nó kêu ba mong kìa. Đi đâu kìa? Sao con? Sao? À, ở đi. Thích không? Biển hả? Thích không con?
cánh với gà nướng. Ừ. Ngon. Chuẩn bị nè. Có đôi dép ai màu xanh. Đây nè, nàng áo hồng, nàng thơ đó, cô út của Bibi sinh nhật. Đây là em gái của mình, là cục vàng của em. Hai em, hai em có người yêu chưa? Ôi hai em này chưa có người yêu mà xinh quá. Lấy em vui dữ. Ê, cái chân ổng kìa. Ướt rồi hả? Không sao, chút nữa lấy cái. Ok, đưa em chụp. Đẹp ghê. 2, 3. Có đá đẹp hay ngồi sáng nè. Có con cầm kìa anh. Ủa này nè. Này nè anh ạ. À, có cầm này anh. Đâu, chung thôi rồi. Bây nhìn này bây. Đây. Cuộc sống tại Việt Nam. Sống tại Việt Nam. Một ngày đi biển. Liam làm gì Liam? Đứng đáy hả? Đây phải con út của anh rồi. Này em thèm đi lắm. Bây giờ thì đi về đi ăn. Oui, on voit les pieds de Liam, regarde. Yeah. Oui. On voit les pieds de Liam. Tiens, Liam. Appuie fort comme ça. Pam.
Yeah. Yeah. Say yeah. Dưỡng hai mua đó. Dưỡng hai lựa gì? Lựa một ngày đúng không chị? Ờ, lựa cả buổi chiều đó, buổi tối luôn đó. Dưỡng hai mà. Dưỡng hai. Đem một miếng. Đem một miếng sách đồng qua. Đồng qua. Này, qua tiếp theo của đây, của chị ba này. Chị ba. Chị ba. Wow, chị hai kìa, chị hai chắc lại. Chị hai đây chắc kìa bà, từ xa kìa. Đó. Bố mẹ nhìn kìa. Bố nhìn. Bố mẹ nhìn kìa nè. Các bạn nè. Các bạn nè, Vi có nhiều quá nè. Vừa có bờ biển, vừa có bút biển nữa. À, một tô. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Cảm ơn chị hai. Cảm ơn chị hai. Đi đâu? Đi em quên tên đi. Wow. Ngồi đi. Bọc tắp. Em nên đưa sách. Wow. Bỏ sách vở vô, để học. Về cô tám này, về cô tám đẹp, đẹp đẹp này. Veo được, veo được, biết rồi mà veo được. Còn ở trong nữa, còn ở trong nữa con. Con heo vẫn nhé vợ. Còn ở trong nữa, còn ở trong là bán mi xịn sách lắm luôn. Chô cha cô tám yêu Ruby dữ ta. Sao đẹp vợ? Được nhiều dữ vậy? Còn xem đâu nhập tiệc. Rồi ngồi vô anh. Lên lên này Liên. Ruby vui á. Rồi Ruby vui quá trời. Rồi đẹp đẹp tới. Ờ đáng yêu quá à. Dùng bài Ken, dùng bài tôi avec Ken, dùng bài tôi với Ken. Nhầm lắm luôn với thịt gà. Nhầm phải đi ẩm ớp, hai bè vô. Hai bè vô. Hai bè uống. Đó, có mình đi ăn ngầu lên cái thùng hơi gớ nè. Thôi chưa. Rồi bây giờ ăn nha. Thật của nó vui quá, nó no rồi, nó không ăn nè. Con đi hỏi chị em bạn gì? Cái cây đó chi vậy? Cây tạo ánh sáng. Tạo ánh sáng hả? Ở đâu có bóng đèn ở đó ánh sáng? Ở đây ở đâu có bóng đèn ở đó?
nè, chuyện thường thôi. Dân tâm nghề mà ha. Sợ nó không có dính lên không sáng. Dân tâm nghề mà họ anh Sáu. Sáng rồi kìa, sáng rồi, sáng rồi. Nếu hết pin làm sao? Tắt cái rồi. Ở đây mất tình tết rồi. Thôi anh yêu. Thôi anh yêu.